Zika à, nghe chưa đủ thấy sẽ tin. Vâng, chào mừng quý vị quản quay trở lại với kênh YouTube của chúng em. Và số hotline của chúng em đó là 0963889192. Và địa chỉ của chúng em đó là số 107 phố Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội. Các bạn có thể check trên Google đến địa điểm dễ tìm nhất, đó là Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Chúng em ở đối diện đó, cách khoảng độ 100m, chúng em sẽ ra đón các bác nếu các bác có nhu cầu đến tại showroom chúng em để trải nghiệm các sản phẩm liên quan đến thiết bị âm thanh số. Và hôm nay video này em lại tiếp tục giới thiệu cho các bác đó là một chiếc ca vang số chỉnh cơ đang rất là nóng trên thị trường hiện nay. Đó là một chiếc ca vang mang model là KM8FX đến từ một thương hiệu của Mỹ, đó là WeWood. Và chúng em rất là tự hào khi là một đại sứ của một thương hiệu WeWood này, hiện nay đã phân phối rất là nhiều thiết bị ra thị trường như là vang, đẩy và mic và những cặp loa full và những chiếc quản lý nguồn đến từ thương hiệu WeWood. Thương hiệu này rất là nổi tiếng trong lĩnh vực karaoke. Và nói chuyên sâu thêm về con KM8FX này, đã được tích hợp rất là nhiều các tính năng. Em xin nói này, đây là USB này, Bluetooth này, optical này, X1 và X2. Và để khai thác được hết các tính năng này thì chúng ta chỉ cần sử dụng đúng một nút, đó là nút input chọn ngõ vào để chúng ta chuyển. Đây, chúng ta chuyển đây, chúng ta muốn nghe USB này, muốn nghe Bluetooth này, và muốn nghe cổng quang này, và muốn nghe đường 3.5 GHz như em đang nghe kết nối với một chiếc điện thoại đây, thì chúng ta có thể nghe được X1 và X2 tùy biến khi chúng ta cắm đằng sau này. Vâng, với cái phiên bản này thì đã được trang bị thêm cái dâu anten à, nhìn nó thừa ra một chút, nhưng để đảm bảo được cái chất lượng về cái sóng Bluetooth và cái chất lượng âm thanh khi chúng ta nghe Bluetooth. Và con này thì đã được hãng trau chuốt rất là đẹp về cái hình thức đây, và sử dụng 48 bit, sử dụng 48 bit DSP, một con chip là số đọc số rất là cao, và có sẵn 8 lập trình của nhà sản xuất đưa vào khi chúng ta sử dụng mic nhé, từ 1 đến 8 này, delay này, roam reverb này, echo reverb này, echo này, sitter delay này, roam reverb này, 2 này. Đấy, chúng ta sẽ sử dụng tất cả các mục đích để chúng ta có thể khai thác sâu về cái hiệu năng chúng ta hát karaoke cũng như là phát biểu MC hội họp. Và con này thì được tích hợp feedback đằng trước và hai cổng cắm mic trước, một cổng cắm mic sau và chân USB đây. Ba cái nút chức năng như là volume nhạc này, volume mic này và effect sẽ được gom gọn vào đây. Về mặt đằng sau, em quay ra mặt đằng sau một chút đây. Mặt đằng sau của con này thì được trang bị rất nhiều các cổng ra cho chúng ta thao hồ, chúng ta ghép với những các thiết bị như là cục đẩy này hay là âm ly. Đầu tiên là hai đường vào đây, và một đường vào quang đấy, và một cổng cắm mic sau, và những cái nút dãy nút tinh chỉnh như là volume của music và mic volume, chúng ta có thể tăng hoặc là cắt, không cho ra cả bên này bass, không cho ra cái đường center. Và sẽ được trang bị những ba đường cắm hoa sen để xuất đây. Như đầu tiên là đường center này, ở giữa là đường left right. Con này, đường này và hai đường này ra chuẩn tín hiệu âm thanh như nhau để chúng ta đưa xuống đẩy hoặc đưa xuống âm ly. Nếu các bác dùng âm ly, em sẽ tặng các bác một sợi dây AV trắng này các bác đấu đây. Chúng ta không phải dùng cái đầu chuyển cam nông nữa. Đấy, còn các bác đấu đẩy, em sẽ tặng các bác dây cam nông đấu qua đường này, kể cả súp đưa xuống đánh súp hơi đây. Nên cái dòng này đi sự kiện cũng rất là tiện. Tiện cho các bác chỉnh và đầy đủ các cổng để cho các bác đưa xuống hai đẩy, đưa xuống 2-3 đẩy, các bác cũng có thể đưa được hết xuống được. À, giờ em sẽ đi vào thử một đoạn karaoke nhé. Ừ, em chỉ sử dụng một chiếc mic dây đây, mà em ngồi rất là gần các thiết bị nhé, để khẳng định cho các bác là chiếc vang KM8FX này trồng ngũ rất là khỏe. Đã lâu rồi đôi lứa cách đôi nơi tình. Đấy, em ở giờ rất là gần các thiết bị, gần như gần luôn 4 loa. Các bác phải thấy cái con này trùng ú rất là khỏe nhé, con KM8FX này. Ngày xưa đón ta hay đón dịu nhau đi trên con đường lẻ loi, mấy năm qua rồi
em anh không gặp nữa, bao yêu thương và nhớ, anh xin phép nên thơ vào những đêm buồn. Alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Vâng ạ, vì thời lượng cũng không cho phép em test và hát karaoke nhiều, để vậy nên em sẽ xin phép dừng video tại đây. Và mọi chi tiết các bác muốn liên hệ đặt hàng thì liên hệ trực tiếp với hai số hotline của Zika chúng em nhé. Rồi, em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác ạ. Nếu các bác nào chưa đăng ký kênh Zika YouTube của chúng em thì các bác có thể đăng ký và ấn chuông nhận thông báo những cái video cũng như sản phẩm mới về bên Zika chúng em nhé. Em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác vào những video clip sau ạ.